cả mọi người nha. Thì sáng nay trời rất là nắng luôn, nhưng mà cái mùa này thì nó đang khô và cá nó đang tụ lại. Thì bây giờ Sang sẽ đi ra ngoài với lỡ hai thằng em đi ra ngoài đồng để bắt một mớ cá về. Trưa nay mình làm một cái món nướng rất là ngon nha. Rồi trưa nay mọi người sẽ được thưởng thức một món thật sự là ngon luôn nha. Rồi bây giờ cùng nhau cùng Sang đi ra đồng để bắt cá nha. Đây nè, cá này là cá rô phi nha mọi người. Đó. Rồi cá này mà nướng thôi, ăn thôi rồi luôn. Đây nè, nè, cá rô phi. Cái chỗ cái đường này nó ít đầu xíu nữa mình tháo nước mình chặn đầu trên kia, tháo nước xuống. À, đây một cá bự nè mọi người ơi. Đây. Cá rô phi bự nha. Đó, rồi mình bỏ xuống. Rất là bự luôn. Được á, cái này trọng á. Không bự lắm mà cũng to. Đây là ăn cá nha mọi người, không ăn cua nha. Lần đầu tiên đi bắt cá muốn nó thật ha. Quay cận cảnh chú thấy không? Đấy, mọi người thấy con cá không? Đó, nó đang quậy đấy mọi người. Đó. Rồi, bây giờ mình bắt nó nha. Đây là cá chào nha. Cá chào mini nha. Đây nè. Đây là xin giới thiệu với mọi người, đây là con cá chào mini nha, mới đĩa. Đây mọi người nè, thấy không? Đang thấp xuống, cá to lắm, bá luôn. Nè mọi người coi nè, mọi người ơi, rất là to nha. Rồi, bỏ anh đây cho mọi người coi nha. Đó, thấy không? Vậy không nổi luôn ha. Quay xong tao bị lỗ nó uống á. Nghe ngứa luôn á. Mọi người thấy không? Nè, mọi người coi con cá nè. Đó, cực kỳ to luôn mọi người ơi. Trưa nay là ấm luôn á, ngon, cực ngon rồi á. Rồi thì sau một hồi tầm khoảng một tiếng đồng hồ Sang bắt cá thì Sang bắt rất là nhiều cá phi rất là to nha mọi người. Rồi mọi người thấy nè, đó con nào mấy rất là khủng luôn đấy, mày ngồi mọi người nhìn gần nè, là con nào mấy to lắm.
đó, rồi chống thùng này nữa. Thì bây giờ trưa nay Sang sẽ về Sang làm một cái món thật là ngon cho mọi người cùng xem nha. Rồi mọi người cùng Sang về nhà nha. Rồi. Thì hiện tại thì Sang đã về nhà rồi, thì bây giờ Sang sẽ rửa mấy con cá này để nữa mình ra mình làm một cái món nướng nha. Đây mọi người coi cá này. Đó. Mọi người thấy con nào con bá con to, con này nè mình bắt nè. Bự bự không nhé, mọi người thấy đã không? Bây giờ mình rửa xong rồi mình nướng nó mập lắm mọi người à. Đó rất là tuyệt vời luôn. Rồi tí nữa mình sẽ làm món nha. Rồi thì sau khi một hồi thì Sang đã đem đồ ra ngoài sông nè mọi người. Mọi người thấy đó, đây là ngoài sông nha. Bây giờ Sang đang lưới cho mọi người. Rồi mọi người đợi tí nha. Rồi thì mình đã nhóm lửa xong rồi nha mọi người. Đấy, lửa giờ nó cháy rồi, bây giờ mình chỉ cần nướng cá với lại mình có Sang có chuẩn bị Sang có chuẩn bị một ít mực với một ít tôm sa tế nha mọi người. Rồi xíu nữa mình bỏ lên đây mình nướng luôn. Rồi là tuyệt vời luôn. Rồi. Rồi. Thì bây giờ nó đang ráo nước ra nè. Rồi mình sẽ quét cái sa tế này lên nha. Đây là cái chén sa tế. Mình sẽ quét sa tế này lên cá đây cho nó thấm vô. Rồi giờ lửa đang rất là lừng luôn. Bây giờ là con tôm nó chín rồi nha mọi người. Đây nè, con tôm sa tế nó mới chín rồi, nó ngon lắm mọi người. Bây giờ sẽ lột cái vỏ nó ra nha. Đấy. Đấy. Rồi nè. Đấy, bây giờ sẽ ăn thử nha, mời mọi người luôn nha. Thơm thơm mùi sa tế, ăn ngon lắm. Bây giờ Sang sẽ thử luôn một miếng thịt sườn nha. Thịt này là thịt sườn ướp sa tế luôn nè. Đấy. Bây giờ mình ngầu giữa khung cảnh này mà mình thử đồ ăn là chắc ngon lắm mọi người. Nó vừa thấm. Nó vừa thấm luôn. Thấm sa tế ăn rất là ngon. Đấy, thịt dai dai có miếng sườn. Mời mọi người cùng ăn với Sang nha. Rồi bây giờ cái mấy con cá rô phi nó chín rồi mọi người. Bây giờ là Sang sẽ lấy con cá này ra và thử nó luôn nha. Rất là ngon luôn mọi người. Đấy. Bây giờ mình giặt cái dãy nó ra nha. Đấy. Đấy. Nó vừa rút hết nước có sa tế. Mọi người nhìn gần gần vô là thấy thịt cá nè, đó nó rất là tươi luôn nha. Đó. Bây giờ Sang thì thử nha, nó còn nóng bốc hơi luôn nè. Nó rất là ngọt luôn.
tại vì cá nó còn tươi á nên là nó rất là ngon. Mời mọi người nha. Đó, cực kỳ ngon ngon luôn. Đó thì Sang đã thử hết rồi. Thì hôm nay thật sự là Sang thấy một cái buổi hôm nay là buổi thật sự tuyệt vời luôn. Mà giờ chắc cũng trưa rồi á, nên là Sang cũng mời mọi người nghỉ trưa và ăn trưa luôn nha. Rồi chúc mọi người một buổi trưa thật là ngon miệng luôn nha. Rồi bye bye, hẹn gặp mọi người ở clip sau. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Sang nha, giúp Sang lên 1000 subscriber nha. Rồi bye bye.